À, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng có khỏe không? Trưa nay ấm hơn không? Ấm hơn phải không? Giờ mình hát bài cho ấm nữa nha. Đại chúng đọc theo Pháp Hòa trước nha. Buổi sáng thở và cười. Buổi trưa thở và cười. Buổi tối thở và cười. Ta có một ngày vui. Thuộc chưa? Dễ quá. Buổi sáng thở cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, thì mình có một ngày vui. 2, 3. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Mấy trăm người mà hát thua một cái microphone. 2, 3. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, buổi tối thở và cười, ta có một ngày vui. Dễ quá ha. Khúc sau dễ hơn nữa. Bây giờ chỉ mình cái cách nhớ nè. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. Tại vì mình nhớ là hễ mình suy nghĩ thì mình sẽ làm ha. Mình làm thì tối này mình trọn vẹn, mình ngủ yên, mình có một giấc mộng đẹp. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. 2, 3. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mộng điều lành, ta có một ngày vui. 2, 3. Buổi sáng nghĩ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Giờ mình ráp hai câu lại nha, thành một bài. 2, 3. Buổi sáng thở và cười, buổi trưa thở và cười, sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta, ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. 2, 3. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, cái này mở chưa không? Cái này có cần mở không? Mở rồi hả? Có cần để đây hay kẹp vô áo? Này của ai? Có cần không?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2024. Đầy đủ duyên lành, chúng ta được gặp nhau tại tu viện Diệu Quang thuộc thành phố Indianapolis, tiểu bang Indiana, Hoa Kỳ. Đây là buổi pháp thoại cuối cùng của chuyến đi Phật sự lần này, kéo dài 12 ngày. Pháp Hòa rời Canada từ ngày 10 tháng 4 cho đến bây giờ là 21 tháng 4. Kể từ khi đặt chân lên đất Mỹ là làm việc suốt cho tới giờ này. Mỗi một ngày nhiều bữa phải 3 buổi giảng. Có nhiều ngày phải giảng 3 buổi, mỗi một buổi là 2 tiếng, tiếng rưỡi 2 tiếng. Chưa tính những giờ phút đứng làm người mẫu các kiểu. Thậm chí mà người ta nhào vô người ta chụp mà người ta thấy mình cười chưa đủ, người ta còn bắt cười lại nữa. Chụp xong là ra zoom lại. Con xấu hơn thầy, con không chịu. Bắt chụp lại. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Thưa đại chúng, hôm nay là một ngày rất là hạnh phúc. Tại vì thời tiết dần ấm hơn khi về trưa. Và giờ phút này còn rất nhiều người ở lại để tham dự buổi sinh hoạt chiều nay. Như vậy thì đủ chứng minh cái tâm lành của quý vị, dù xa hay gần. Có những vị chỉ ham thích nghe pháp mà có mặt ở đây trong giờ phút này. Như vậy thì ngày nào chúng ta còn ham thích nghe Phật pháp là ngày đó chúng ta còn có tâm nguyện muốn thay đổi chính mình, chuyển hóa tự thân, và ngày đó hạnh phúc vẫn còn có mặt với chúng ta. Và những vị nào lỡ mình gặp một người thân chưa có được thay đổi thì quý vị cũng yên tâm trì trí, sự nhẫn nại của mình, sự tu tập của mình sẽ dần chuyển những người thân của mình. Tại vì ai cũng có một trái tim, ai cũng có những sự rung cảm, nhưng mà có lẽ nó chưa chín. Như một loại trái cây trên cây, hễ mà chín cây thì lúc nào cũng sẽ ngon hơn là mình cố gắng mình còn non mà mình hái nó xuống, rồi mình làm mọi cách mình ép nó phải chín. Thì nó cũng chín, nhưng mà cái chín của nó sượng sùng, lạc lẽo, không có được ngon. Thì mình hãy trì trí chờ đợi nhân duyên đầy đủ thì mọi việc sẽ có mặt, phải không? Thành thử ra trong cuộc sống lúc nào chúng ta cũng đưa cái tâm trí của mình đến một cái chỗ cao đẹp. Như hồi sáng mình nói vậy đó, mình hãy tin vào một cái ánh sáng phía trước, rồi chúng ta dần mò đi theo đó. Tại vì trong cuộc sống mình nhiều lúc mình cũng tối tâm, mình đi vào một con đường mà mình không biết mình phải đi đâu. Nhưng mà nhờ mình có một ánh sáng nhẹ nhẹ nương vào đó để chúng ta có thể đi tới cái chỗ mình mong đợi. Chiều hôm nay chúng ta có được một cái may mắn là có được một cái hệ thống thông dịch, cho nên mình không cần phải nói hai thứ tiếng. Dù là lễ quy y hay là dù là mình pháp thoại, ngay trong giờ phút này các vị cũng đang nghe được tiếng Anh qua sự thông dịch của thầy Huệ Tạng. Thì trong này có một câu hỏi bằng tiếng Anh. Có một em bé 10 tuổi. What year was the Buddha born? Phật sanh năm nào? How old is the Buddha? How did the Buddha die? Tức là Phật bao nhiêu tuổi và Phật mất như thế nào? Và Phật mất năm bao nhiêu tuổi? Đây là một câu hỏi của một em. What year the Buddha was the Buddha born? How old is the Buddha? How did the Buddha die? What age did the Buddha die? Thank you for your question, Kayla. This is Kayla Nguyen, 10 years old. Instead of answer your question, I introduce you. There is a very beautiful book for kids called The Story of the Buddha.
The Historical of the Buddha by Pictures. Please find one. If you don't have one, you can send email. I will find a book and send it to you. I want you to read this book. You will understand and know the Buddha's life more than my answer. So if I answer you here, you may not have that book. So instead of that, I save this and let the question, the answer will be found by yourself after you read the book. How was it? Okay, so if you want, find that book. Bây giờ mình bắt đầu trả lời câu hỏi. Mặc dù Pháp Hòa có nhiều câu hỏi, nhưng mà đây là câu hỏi nóng bỏng nhất, fresh nhất của ngày hôm nay, phải không? Bạch Thầy, khi con ăn chay trường và đi chùa, con thường bị đồng nghiệp hoặc người quen nói rằng người ăn chay tu tập mà thế này thế kia. Khi họ hiểu lầm con chuyện gì đó, con biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của người khác. Vậy con suy nghĩ quán chiếu làm sao để không bị vướng mắc vào những lời nói đó. Tức là khi mình tu tập rồi thì người ta có những cái đặt để cho mình. Điều này là đương nhiên, tại vì ai cũng thế thôi. Người ta nghe mình có một cái nhãn hiệu nào đó thì người ta đặt để mình phải chính hiệu. Thí dụ như mình ăn chay trường, nhưng mà ta nghĩ ăn chay trường cái giống như thành Phật vậy đó, phải hiền như Phật vậy đó. Nhưng mà ăn chay mới ăn thôi à, mới tu được cái bao tử thôi, còn nhiều thứ khác còn phải tu nữa, phải không? Cho nên, nhưng mà cũng đừng buồn, tại vì trong cuộc sống ai cũng có quyền có những cái nhìn về mình. Nhưng mà quan trọng là mình có cơ hội mình nhìn lại mình không? Mình có cơ hội mình nhìn lại mình để mình thấy cái cách tu tập, cách hành xử của mình, và mình làm tất cả những gì trong khả năng thiện lành của mình hết sức. Giống như người tiếng Mỹ mình hay học vậy đó, try your best. Mình try the best and mình do the best, chứ mình không thể nào perfect, phải không? The best là tốt rồi, có nhiều khi ta mới có good chưa có best nữa, phải không? Còn mình là best là cũng đỡ rồi. Còn ai nhìn mình không có quan trọng, quan trọng là mình nhìn được mình. Người xưa Đức Khổng Tử có dạy như thế này: nếu mình làm việc gì sai mà người ta chỉ cho mình cái sai, người đó là thầy của mình. Nếu như mình làm điều tốt mà người đó tán dương cái tốt của mình thì người đó là bạn của mình. Nhưng nếu ngược lại, chúng ta làm toàn những điều xấu mà người đó thường ca ngợi mình, người đó là kẻ thù của mình. Tại vì cái điều xấu chúng ta làm mà không ai chỉnh, mà người ta cứ tán dương để cho cái xấu mình càng ngày càng tệ hơn, thì như vậy là người đó đã hại mình. Có thể cố tình hoặc vô tình mình không biết. Nhưng mà nếu chúng ta có được ba điều này mà chúng ta tư duy, cho nên nếu như người kia ta nói mình ăn chay mà còn thế này thế kia, đôi lúc cũng đừng có nhìn xuống thế này thế kia thấp quá. Thí dụ mình chưa tu thì mình thế này, mình tu rồi thì phải thế khác. Thí dụ vậy thôi. Thí dụ như mình chưa tu, mình nghĩ là phải thu gom mới là giàu. Nhưng mình đã tu rồi thì mình biết chia sẻ là giàu. Tại người giàu là người biết có lòng chia sẻ. Đó là một cái tư duy. Ở đây là cái cách tư duy của mình. Mình chưa tu tập thì mình tư duy nó rất là thấp hoặc là bình thường. Nhưng mình có tu tập rồi thì mình chuyển cái tư duy của mình lên cái chỗ cao đẹp. Cho nên nhiều khi mình nghĩ cũng chưa chắc người ta nói điều thấp. Đó là cái cách nghĩ để cho mình phấn khởi, mình hướng tâm. Còn nếu như thật sự người ta định nghĩa cái thế này thế kia, nghĩa là ta quy định mình không tốt thế này thế nọ, điều đó cũng không có sao. Tại vì ai cũng có quyền nói gì về mình cả. Đức Phật còn bị, huống chi mình, hay các bậc thánh hiền còn bị. Cái quan trọng là mình có cố gắng thay đổi mình ở mức độ khả dĩ không. Thì nếu mình có được như vậy thì mình biết rằng mình đang trên con đường chuyển hóa. Còn thí dụ tốt hơn, nếu mà là người đó là bạn mình, lỡ mình nói điều gì sai, mình sống cách nào không chưa dễ thương thì ta nói, thì mình nói em cảm ơn chị đã chỉ cho em thấy cái sai của mình, em cũng đang cố gắng trên con đường chuyển hóa. Cái quan trọng là cái thái độ lắng nghe của mình và để mình nhận diện. Đồng thời
mình cũng có một bài thi kệ, để khi mình nghe một sự chỉ trích của ai thì chúng ta đọc bài kệ này lên để chúng ta giúp cho mình. Bài thi kệ như thế này: ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn, khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Đi chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình. Mặt tình ai chật hẹp, mặt lòng ai chật hẹp, riêng ta cứ rộng tình. Chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền. Niệm lầm tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Chuông chùa vang một tiếng, lặng đi bao ưu phiền. Niệm lầm tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Một câu niệm Phật, tắt lửa sân si. Phước đức ai bì, dạy gì hổng niệm. Đó là những thi kệ chúng ta thuộc lòng như một bài pháp. Ngay giây phút đó, đúng chuyện đó, bài pháp đưa lên. Thay vì mình đưa một pháp sân, bây giờ mình không đưa một pháp sân mà mình đưa một pháp thiện. Phải không? Giống như chuông chùa vang một tiếng, lắng đi bao ưu phiền, niệm lầm tâm ta khởi, cảnh trần hóa cảnh tiên. Tại vì mình khởi cái niệm lầm là người đó đang làm thầy mình, đang chỉ cho mình cái sai. Và nhờ vậy cho nên thay vì chúng ta nổi sân, thì chúng ta đã thể hiện và chứng minh cho người đó nói: đó, ăn chay đó thấy chưa, tu đó thấy chưa, tôi mới nói có một câu mà nổi sân lên rồi. Như vậy là mình chứng minh cho người ta biết, ta nói trúng cho ta đâu có nói sai. Bây giờ mình phải thể hiện cái người ta nói chưa chắc đã đúng, thì mình nghe mà mình thấy và mình hiểu. Mình chưa thấy mình chưa hiểu mình, mà mình chưa chuyển được mình, để cho người ta thấy mình là mình đã hơi dở rồi, phải không? Cho nên đó là những bài kệ Phong Hòa khuyến thỉnh đại chúng. Nếu chúng ta thuộc được những bài kệ đó, nó giúp cho mình rất nhiều trong cuộc sống. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không lay động giữa khen chê. Như hòn đá kiên cố, không gió nào lay động. Người trí cũng như thế, không động giữa khen chê. Cho nên rất nhiều những bài thi kệ, nó là niệm pháp. Thay vì mình niệm Phật lúc đó không linh, giờ niệm pháp. Niệm pháp là những câu cú, những câu kệ mà giúp cho mình. Còn nếu như mình niệm Phật được thì tốt, tại mình có ba cách niệm: niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Mà lúc đó mình không niệm Phật được thì mình niệm pháp. Còn nếu mình tức giận quá, mình niệm pháp không nổi nữa, niệm vô thường. Niệm vô thường là niệm sao? Đời người ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời. Thấy không? Hơn thua chi giữa mình với mình. Niệm vô thường là thấy cái sự sống chết giây phút này giây phút khác của nhau, thì chúng ta bớt được cái sân si. Tại vì mình có tới tất cả là 10 niệm. Ngoài niệm Phật còn 9 niệm khác: niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. Niệm thí là gì? Niệm thí là mình ban, phát, xả bỏ, không có chấp trước. Người đó chọc mình giận nhưng mình tha thứ cho người ta, đó là niệm thí. Niệm vô thường, thôi đời người sống nay chết mai, giận hờn chi cho nhiều. Người nào cũng có 24 tiếng à, rồi sẽ có một ngày mình sống không trọn 24 giờ. Sẽ có một ngày mình không hết 24 tiếng. Cho nên nhờ như vậy, cho nên chúng ta chuyển hóa được buồn phiền giận dữ. Và nhớ rằng khi người ta chỉ trích mình và mình thể hiện sự bực bội, thì mình đã chứng minh điều người ta nói đúng. Cho nên hãy niệm pháp để đưa cái cơn giận, cơn phiền của mình nó lắng xuống. Tu không phải là để hết phiền não, mà để biết chuyển hóa từ cái phiền não đến cái chỗ cao đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn.
rồi ngày mai lại dẫn tiếp thì lại chuyển tiếp. Cũng như mình ăn thôi, ăn no quá trời quá đất vậy lát chiều ăn nữa. Lúc nãy hỏi ăn được, thôi thôi ăn hết nổi, ăn nữa chết rồi. Vậy mà ăn lát chừng 2-3 tiếng nữa ăn nữa. Rồi thậm chí đi đâu ngang thấy gì ngon ngon bẻ ăn miếng ăn thử. Như vậy có nghĩa là mình ăn rồi mình đói, đói rồi mình ăn. Thì tu cũng vậy thôi. Hôm nay mình bình an, nhẹ nhàng, mai mình lại có chuyện khác, thì nó cứ dưa lên, mình kéo nó xuống, đưa nó vừa đưa lên, ru nó xuống. Cho nên nó có cái bài: mưa rơi nhẹ nhẹ bên thềm, lắng nghe nội kết đầy vơi nỗi lòng. Nhưng mà mình thấy cái nội kết, cái phiền não của mình rồi nói sao? Ngủ đi nội kết mênh mông, ngày mai chuyển hóa cho đời an vui. Mỗi lần phiền não nó nổi lên thì mình nói với nó: ngủ đi nội kết mênh mông, ngày mai chuyển hóa cho đời an vui. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát vui rồi, bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Vừa rửa xong cái bát sạch thì lát lại phải sử dụng. Nó dơ, dơ thì rửa, cứ thế mà tu thôi. Giống như mình rửa cái bát vậy. Rửa bát vui ai ơi, vừa rửa ta vừa cười. Bát dơ rồi bát sạch, ta rửa bát ngàn đời. Việc làm đó là việc làm của chúng ta. Tu là chuyển hóa mỗi ngày, chứ không phải tu một lúc, tu một ngày, nhớ không? Tu nhất, chứ người ta thường nói vậy nè: tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Ngộ thì một giây phút là mình ngộ liền thôi, nhưng mà khi đi vào con đường tu là tu trọn một kiếp. Tu từ ngày mình tỉnh thức cho đến ngày mình viên mãn, không có ngày nào nghỉ tu. Để chúng hiểu rõ chỗ này không? Mỗi ngày đều tu, chứ không phải tu có giờ có giấc nào hết. Đó, nãy trong chánh điện tụng kinh tha thiết lắm đó. Bước ra ai mang nhầm có đôi dép thôi á, rồi coi thử coi cái thái độ mình với người ta làm sao, biết mình tu cỡ nào. Có nhiều khi mình còn nghi quan người ta nói chứ: mai tôi bắt gặp đó, thôi mất đôi dép rồi. Đó. Nội cái tư nó hồi nãy trong kia tụng tha thiết lắm mà bước ra ta mang có đôi giày nhầm thôi. Hoặc là người ta bí quá, người ta mượn đôi dép mình, ta đi qua cái góc kia người ta lấy đôi dép người ta thôi. Mà cái thái độ của mình nhìn ta làm sao, tự giây phút đó mình biết mình tu cỡ nào. À, mới nói đôi dép nha, chưa nói cái khác. Cảm ơn đại chúng. Tại sao đôi lúc có muốn làm việc gì đó mà không thể bắt đầu, hoặc gặp nhiều trở ngại dẫn đến bế tắc và tiếc nuối? Con phải làm sao ạ thầy? Làm sao để lạc quan nhưng vẫn kỷ luật? Trong cuộc sống của chúng ta, ai cũng có những lúc bế tắc, ai cũng có những lúc thông. Người ta nói là cùng tất biến, biến tất thông. Đó là một trong những cách, không? Nếu mình gặp cái đường cùng á, đến cạn cợt rồi á, hãy tới cái chỗ cùng thì nó bất tất, nó phải biến. Mà biết biến hóa thì nó sẽ thông. Như là một cái dòng nước nó chảy tới bức tường thì tự nước nó sẽ rẽ, phải không? Mây mà nó bay đi ngang núi, tự mây nó chẻ ra. Lòng đất có chằng chịt cỡ nào, nước nó vẫn thông được. Rễ tre mà nó có chằng chịt cỡ nào, nước nó vẫn thông được. Cái quan trọng là nó biết cái tính quyển chuyển của nó. Thật ra nhiều khi á, mình đặt để trong cuộc sống một sự thành tựu 100%, nhưng mình không đủ cái duyên đó, không đủ cái phước đó, thì chúng ta hãy ghi nhận những cái phước nhỏ chúng ta có để làm phấn khởi, làm hưng vui mình. Ví dụ mình lái xe muốn đi tới cái chợ, mới đi được có 2 block đường bể bánh xe, trở ngại rồi, nhưng mà ít nhất cũng đi được 2 block đường rồi. Thôi thì kiếm một phương tiện khác để tiếp tục đi thêm một đoạn nữa. Rồi gấp quá xe chưa tới, trong khi mình nhờ người thân, một là mình đứng yên người ta đón, nhưng mà mình biết rằng mình được 2 block đường đi tới rồi, còn không đi bộ thêm đoạn nữa sẽ tới. Xe đi không tới, đi bộ. Đi bộ không được, đi xe bus. Nghĩa là trong cuộc sống không có cái bế tắc trọn vẹn, mà nó vẫn có một cái thông, tùy theo cái thông minh của mình
để làm cho cuộc sống mình thông suốt. Và mình nhớ rằng, ví dụ như mình nấu một nồi cơm, dở ra cơm sống, đâu có nghĩa nó sống trọn nồi cơm, cũng đâu có nghĩa là mình dục nồi cơm đó đi. Hãy vớt cái sống ra, giữ cái chính trở lại. Còn cái sống mà còn có hai cách, một là xới cơm lên, rưới thêm miếng nước, bấm nút trở lại. Còn nếu không, vớt cái sống ra làm một nồi khác, giữ cái chính. Không vì một chút xíu cơm sống mà chúng ta bỏ cả nồi cơm. Cầm bó rau lên lặt, thấy một hai cọng héo, đâu vì vậy mà bỏ cả bó rau. Chúng ta đủ tuệ giác để bỏ những cái lá héo, giữ lại những cái ngon chúng ta dùng. Dù bó rau đó mới mua, sáng chiều có thể nó đã héo, chứ không có nghĩa là ngày mai nó mới héo đâu. Cuộc đời có những cái nó đến mà mình không có ngờ. Vì mình nghĩ sao bằng ngờ, mà cái nghĩ vẫn là cái tưởng. Cho nên cái gì mình tưởng thì cái đó là vọng, chứ không gọi là vọng tưởng. Mà vọng tưởng mà bình thường thì còn đỡ, chứ vọng tưởng điên đảo thì còn mệt hơn. Chứ phải nhờ tới Bát Nhã Tâm Kinh, trí tuệ siêu việt, để viễn ly điên đảo mộng tưởng, để đạt được cứu cánh Niết Bàn. Thấy không? Cứu cánh Niết Bàn, cái chỗ Niết Bàn, chỗ an lạc rốt ráo viên mãn, trừ khi nào mình đoạn được cái viễn, cái điên đảo mộng tưởng. Ngày nào còn ở đời, ngày đó còn phải ăn, phải sống, phải nói, phải thở, phải tiếp xúc, mà đụng dĩ rắc rối đó, chạm con người rắc rối con người, chạm sự việc nó đụng sự việc, lên bề trên gặp rắc rối với bề trên, xuống bề dưới rắc rối với bề dưới, nội mình cũng tự rắc rối với chính mình. Vậy tóc nè, đổi mấy kiểu luôn chứ không kiểu đâu, mình cũng tự rắc rối với chính mình. Vậy móng tay bình thường cũng phải quệt lên rồi hết màu này tới màu khác chứ, có tội lỗi gì đâu. Không có tội lỗi gì hết. Nhưng khi chúng ta có thay đổi màu sắc, thay đổi kiểu này kiểu kia, thì cũng vẫn biết rằng cuộc đời nó cũng phải có những đổi thay như vậy. Vì cuộc đời này được gọi là trần gian hay là ta bà, vì nó có một cái bản chất của nó là đổi thay. Nó có bản chất của nó là chống bán. Ví dụ người dân chống với vua, vua thì muốn giành đất của đất nước kia, dân á thì lấn đất hàng xóm. Đi làm thì phải kinh doanh, mà có phải tư duy, phải suy nghĩ cạnh tranh. Từ mỗi thành phần trong xã hội nó cạnh tranh theo nó, cạnh tranh theo cái cách sống của họ. Ví dụ quý vị mới bỏ miếng bánh mì xuống, hai con chim nó lại nó câu xé với nhau, nó giành một miếng bánh mì. Mình đứng mà nói trời, có miếng bánh mì mà cũng giành. Tại vì mình cao hơn nó, mình không có giành bánh mì, mà với điều kiện bánh mì thịt mới giành. Bánh mì không mình không có giành. Tức là mỗi tập nghiệp, mỗi level của con người nó có cái giành riêng của nó. Được vì vậy cho nên mới gọi là ta bà. Bản chất của chữ ta bà là có một việc là chống bán. Người này làm người kia chống, người này làm người kia khen, và cũng có người chê. Nếu tất cả đều khen không gọi là ta bà. Vì vậy cho nên nếu định nghĩa chữ ta bà, thì ta bà nó có những cái mà Đức Phật định nghĩa. Thí dụ đổi thay nè, bản chất thân thể con người vô thường biến đổi, mà con người chính bản thân mình thân thể thay đổi, tâm tánh mình thay đổi, thì người kia cũng đổi thay. Cho nên những sự bế tắc, những sự khó khăn nó không phải là mãi mãi. Cái quan trọng là chúng ta nhận chân được nó, và nên tập appreciate những cái mình có, nhỏ nhất mình có thể. Tiếng Mỹ có một câu như thế này: If I don't have what I want, I will be happy with what I have. Nếu mình không vui với những cái mình muốn, thì hãy vui những cái mình có. Ví dụ mình muốn có một chiếc xe 100,000, nhưng không có khả năng mua được chiếc xe 50,000, xịn hơn 25,000 rồi, phải không? Đó là cái cách sống. Và nếu chúng ta nhìn lại, chúng ta thấy rằng á, cuộc sống của mình không đến nỗi, không đến nỗi, mình không, mình tại vì mình tự bế tắc cái tâm, cho nên mình sẽ bế tắc công việc.
phải không? Cho nên Pháp Hòa có bài kệ nè: hãy bước đi thông dong, nhẹ việc sẽ nhẹ lòng, mỗi bước về thanh thản, đón đất trời mênh mông. Hãy bước đi thông dong, nhẹ việc sẽ nhẹ lòng. Tại mình thấy nó so serious, nó quan trọng là mình có vấn đề. Còn thôi, việc gì cũng bình thường. Cuộc sống này ai hơn mình cũng chỉ hơn mình thôi, chứ người ta cũng thua người khác, chỉ bất quá hơn mình thôi. Ví dụ mình nghĩ vậy đó, người đó hơn tôi, hơn mình thôi, nhưng mà chắc chắn họ sẽ thua người khác. Rồi mình hơn họ, mình cũng sẽ thua người khác. Cho nên cái quan trọng là cái nhìn. Hơn nhau chỉ một cái nhìn. Đời hư hay thật, tâm mình sáng soi. Hãy bước đi thông dong, nhẹ việc sẽ nhẹ lòng, mỗi bước về thanh thản, đón đất trời mênh mông. Con muốn hỏi những Phật tử thọ bát quan trai và những người không thọ bát quan trai, nếu ngồi nghe có mang tội không? Người ta nghe chứ ta làm gì đâu tội. Người ta có quậy quọ gì đâu. Thưa đại chúng, có một cái điều Pháp Hòa xin nhắc vậy nè. Thật ra cuộc đời này không phải là không có tội, nhưng chúng ta đừng có cái gì cũng nói tội rồi tổn phước á. Tự nhiên thứ nhất, mình biến đạo Phật giống như một cái đạo mà chuyện gì cũng tổn phước nữa đó. Đi ngang thầy tổn phước, ăn nhầm chén thầy tổn phước. Trời ơi, ta nghe vậy đó, thôi để tôi ở nhà cho rồi đi, chứ phước không có mà vô chùa sáng chiều tổn quá trời. Quý vị hiểu ý không? Đạo Phật đâu phải vậy. Đạo Phật không phải vậy. Thật sự có, nhưng mà ví dụ như vấn đề tội lỗi thì cái gì kìa, chứ còn ba cái này mà tội cái gì. Có trường hợp á, đây ở đây Pháp Hòa sẵn là giải thích một chút ha. Bát quan trai là gì? Bát quan trai là một cái buổi lễ tu tập, một cái kỳ tu tập trong 24 tiếng, và cái người đó đến chùa xin nhận cái giới này, 8 cái giới của người xuất gia, tu trong 24 giờ, phải không? Và cái giới này á, nó chỉ có đủ năng lực 24 tiếng thôi. Sau 24 tiếng tự nó xả, tự nó release. Tại cái giới này nó chỉ effect, nó chỉ có kết quả, nó chỉ có công năng trong 24 tiếng. Bây giờ chùa tổ chức một lễ truyền giới bát quan trai, quý vị là những người Phật tử đến dự đó, không có tâm thọ giới gì hết, ngồi đó. Nếu mình hiểu thì không có trả lời. Thí dụ ta hỏi: như chư Phật suốt đời không sát hại chúng sanh, quý vị một ngày một đêm không sát hại chúng sanh có thể giữ được không? Thì người nào người ta phát nguyện thì nói mô Phật giữ được. Mình không biết trời đất gì, thấy người ta nói vậy mình nói mô Phật giữ được, nhưng mà mình không có tâm thọ giới đó. Nhưng mà mình cũng lỡ nói rồi, phải không? Thí dụ lỡ nói rồi mà không có tu gì hết, mà ngày đó có giết ai đâu, tự động sáng mai mất, giới nó tự xả. Còn nếu mình biết thì mình ngồi mình nghe mà không nói. Còn như lỡ có nói, thí dụ vậy đi, mà quý vị không có cái tâm phát nguyện tu cái giới đó, nhưng mà nhân duyên, đủ duyên mình nói, kệ không sao, mình cũng kết duyên lành. Mình tu được nhiều tu, ít nhất mình cũng được kết cái duyên lành với cái đó, chứ không có tội lỗi gì hết đó. Tu được nhiều tu tốt chứ sao, giống như ăn bánh thôi. Ăn một cái no một cái, ăn hai cái no hai cái. Người nào ta ăn 5 cái thì ta no, mình ăn có 2 cái mình nghĩ thì cũng no. Nó lưng lửng chứ nó chưa no, nhưng ít nhất cũng đã có ăn, chứ không có tội. Cái gì mình làm không có cố ý, không có tội. Hơn nữa, đây là việc thọ giới tu, chứ đâu có làm gì sai. Cho nên lỡ người ta không biết thôi, không có gì tội. Con muốn hỏi là con cưới chồng đạo Thiên Chúa,
nhưng con vẫn giữ đạo Phật của mình. Con của con phải theo đạo Chúa, theo lời hứa lúc làm lễ. Nhưng giờ vợ chồng con đã chia tay, con muốn nuôi dạy con của con theo đạo Phật của y, có được không? Bây giờ á, mình chia tay rồi, thì con của mình là mình đang chăm sóc, thì mình có thể hướng dẫn con của mình theo cái đường cách của mình để cho nó cùng thống nhất một kiểu. Còn thí dụ lớn lên nó tùy duyên, nó thuận đâu thì cái duyên của nó. Còn hiện bây giờ nó còn nhỏ, mình cứ hướng dẫn nó theo cái cách của mình để mẹ con cùng một cái mối với nhau, một đường với nhau cho nó dễ. Vì mình đang giữ con, mình đang nuôi con. Ở đây chúng ta không đặt vấn đề theo đạo nào, nhưng mà ở đây chúng ta đặt cái đạo đây chính là đạo đức, đạo lý. Mình hướng dẫn con mình sống một cách đạo lý, đạo đức, cái điều đó quan trọng hơn là mình theo một religion, một tôn giáo. Nếu như một người nào đó theo một đạo nào đó, tạm gọi là tôn giáo đó, nhưng mà nếu vị đó đời sống thiếu đi cái đạo đức, cái đạo lý, thì cái đạo họ đang theo cũng đã thiếu sót rồi, phải không? Tại vì chữ đạo trong đó nó có nhiều cái chữ đạo người ta biết. Nó có, đạo là con đường, mà trong con đường đó có cái thấy. Mình phải thấy chân thật rõ ràng thì mình mới đi con đường đó được. Pháp Hòa ví dụ bây giờ đơn giản cuộc sống thôi. Thí dụ bây giờ ngay cái dãy ghế đây bích bùng hết, kêu đi đi, nó đường đâu đi. Nhưng mà ta ngó qua tay trái, ta thấy có đường, ta phải quẹo đây. Tại muốn ta đi phải có đường, mà phải thấy mới đi được con đường đó. Cho nên đạo cũng vậy, chúng ta phải có cái kiến đạo, nghĩa là có thấy đạo, thấy được con đường, thì chúng ta mới đi trên con đường đó được. Cho nên cái quá trình tu tập kiến đạo, tu đạo, mình phải thấy rồi mình phải ngộ, kiến đạo, ngộ đạo, rồi mình tu đạo, mình mới thành đạo. Chứ không phải đơn giản vậy. Anh không thấy làm sao anh nhận ra được, gọi là ngộ đó. Ngộ là nhận ra được, phải thấy mới nhận ra được. You have to see in order to aware. Mình phải thấy mình mới nhận ra được. Mà nhận ra được thì bắt đầu mình mới hành được con đường đó, mình mới thành tựu được con đường đó. Mà cái đạo mà đạo Phật muốn nói chính là cái đạo lý, cái chân lý, chứ không phải chỉ là một đức tin. Mình tin mà mình không có sống đạo đức thì cái niềm tin đó nó chưa có trọn, nó chỉ ở một phần tin mà nó chưa có đi. Ví dụ quý vị tin rằng con đường này đi sẽ đến chùa mà không đi, như vậy niềm tin cũng tốt. Nghĩa là tin con đường nó đi mà mình không bao giờ đi, thì mình chỉ biết được rằng đường đó tốt. Ai hỏi đó, đi đường đó, đó. Hỏi anh đi chưa? Dạ chưa. Tôi chỉ biết đường đó tới nơi đó thôi. Thì cái điều chúng ta ở đây, mình nuôi dạy con cái mình, bất kể điều hướng con mình đến cái đạo đức. Ví dụ con mình một ngày nào đó nó chuyển hướng cũng không sao, nhìn lại cách sống nó. Nó có thực hiện đủ ba điều căn bản của đời người không? Đừng làm việc ác, nên làm việc lành, giữ tâm trong sạch, giúp đỡ mọi người. Bất kể ai, căn cứ vào đó để nói được một đạo đức căn bản của một con người. Dù anh tin Phật, anh đi chùa rất nhiều, nhưng đạo lý sống, đạo đức sống anh thiếu thì cũng chưa trọn. Bất quá anh chỉ theo một đức tin mà anh chưa thể hiện được trọn vẹn cái niềm tin đó. Quý vị hiểu ý và nói ha. Cho con hỏi, khi niệm Phật nhất tâm thì được vãng sanh. Vậy nếu mình tạo nghiệp quá nhiều mà chỉ cần niệm thì về Tây Phương Cực Lạc không cần trả nghiệp hay sao? Dạ không phải vậy. Ở trong này gọi là niệm Phật nhất tâm, nghĩa là niệm Phật mà chuyên chú, không có bị một cái tạp loạn nào hết. Dễ không? Dễ không? Không có dễ đâu. Không phải Nô Di Phật, Mô Di Phật, Nô Mô Di Phật, Nô Mô Di Phật, hỏi gì đó nhất tâm. Cái niệm đó đúng, nhưng mà cái này mày mới miệng cái niệm mà, mới niệm cái miệng thôi,
cái tâm mình có chuyên với cái lời niệm đó không, mới gọi là nhất tâm. Không có một niệm nào nghĩa là tạp loạn xen vào. Còn cái chuyện mà nếu như mình tạo những cái điều xấu, nhưng may mắn quá cuối đời sắp mất, mình lại được ai đó trợ niệm, mà mình nhất tâm trong giây phút đó, mình được cái nghiệp lành trong giây phút cận tử đó, mình được vãng sanh. Vậy thì bây giờ trường hợp, ví dụ trường hợp đó vãng sanh về cực lạc đi, rồi những cái tội lỗi mình, những cái điều mình sai mình làm trước đó là sao đây? Phải hoàn lại để trả. Nhưng bây giờ mình trả một cách nhẹ nhàng hơn, sáng sủa hơn, mà không có khổ đau. Bằng cách nào? Mình độ cho người đó tu. Hoặc là mình, dù mình có trả cho người đó, nhưng tâm mình an nhàn, mình biết rằng đây là nợ mình tạo, thì đến lúc mình trả, chứ không có than trách, không có cầu cạnh ai để làm gì cho mình, mà mình chấp nhận bằng lòng trả những cái nghiệp, cái nợ mà chúng ta trả. Cái này nhà Phật gọi là gì? Bất muội nhân quả, không mê lầm nhân quả. Còn người mê lầm thì trời ơi trời, tôi từ nhỏ tới lớn không có làm gì ác hết, mà sao tôi gặp toàn những chuyện xấu? Tại vì mình còn thấy có đời này á, mình đâu có thấy cái quá khứ. Cho nên nhân quả thì ba đời. Cũng giống như một loại cây, có những cái cây giống như về hoa hồng nè, mình trồng mùa này, gieo hạt tháng 5, tháng 6, cái chừng tháng 7 có hoa, thí dụ vậy. Cái này là hiện báo. Có những cái nhân mình vừa tạo tác lập tức có quả trong một khoảng thời gian ngắn, đây là hiện báo. Nhưng mà có những cái nó thuộc về sinh báo, nghĩa là phải sau nữa, hoặc là hậu báo. Thí dụ như cây xoài, cây bưởi đâu có thể có được một mùa trong một trái trong một năm, ít nhất phải vài năm nó mới có trái, vì nó là loại nhân, loại giống mà phải nhiều năm mới có trái. Còn như cây hồng nè, cây xà lách nè, cải bẹ xanh mình trồng nè, gieo hạt thời gian ngắn là mỗi trong mùa hè này là có ăn, vì nó là thuộc nhân quả hiện tại. Cho nên ai mà mình cái chuyện nhất tâm mà vãng sanh có, nhưng mà rất hiếm. Còn trường hợp nếu có xảy ra việc này thì tất cả nhân quả mình vẫn phải trở lại, nhưng mình độ theo tinh thần của Bồ Tát. Pháp Hòa ví dụ, các vị đời sống này á, mình thấy có những người, người ta làm việc cứu giúp xã hội một cách miên mật, thậm chí người đó chăm sóc một người kia mà không hề than vãn, mà rất vui vẻ. Tại sao vậy? Tại vì người ta đang hành cái nguyện, mà trong cái hạnh nguyện đó người ta biết, trong cái chiêu cảm thôi, người ta hết lòng nhẹ nhàng trong việc đó, chứ không có khổ. Pháp Hòa ví dụ như mình đã phát cái nguyện gì rồi thì cái việc đó đến với mình không có bị cái cực khổ nó làm mình lung lay. Pháp Hòa thấy mỗi một lần lễ có những Phật tử ở xa hay về phụ giúp cho những đạo tràng, rồi có những Phật tử gần hết lòng chăm sóc, mình thấy tội lắm. Thức khuya dậy sớm, mặc dù trời lạnh lẽo các vị rất là tích cực. Tại sao? Các vị nguyện rồi, mà nguyện làm thì có việc để làm, mình làm là mình vui rồi, cho nên đâu có gì phải trở ngại nữa. Cho các vị đó vãng sanh rồi đó, vãng cái tư tưởng, vãng sanh siêu thoát cái tư tưởng chấp trước để làm được cái công việc hạnh nguyện của mình. Xin thầy giảng cho con biết, con thấy bên phía bàn linh thì thờ Tam Thánh, con thấy các chùa thì thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Này, thắc mắc chuyện nhà chùa. Thưa đại chúng, theo cái phong cách thờ Phật của Việt Nam, đây là Pháp Hòa nói phong cách thờ Phật của chùa Việt nha. Chùa Việt đặt là tiền Phật hậu Tổ, phía trước thờ Phật, phía sau thờ Tổ. Ở phía trước chúng ta gọi là chánh điện, ở phía sau chúng ta gọi là tổ đường, có khi gọi là Phật đường, tổ đường. Tại sao gọi là chánh điện? Tại vì cái điện này, cái nơi chốn này là cái chỗ chánh yếu nhất của ngôi chùa, cho gọi là chánh điện. Tiếng Anh dịch là main hall. Trong một ngôi chùa có nhiều hall, dining hall, rồi
kitchen hay là living room vân vân, nhưng mà có một nơi chốn chính yếu nhất để mọi người tập hợp trang nghiêm hành lễ, gọi là main hall, cho nên gọi là chánh điện. Chánh điện ở phía sau thờ tổ gọi là hậu tổ. Thường thì tùy theo tông phái hoặc là trung gọi là căn bản general thì các chùa sẽ thờ tổ Bồ Đề Đạt Ma, hay là gần đây các chùa Việt Nam đề xướng thờ tổ Khương Tăng Hội. Ngoài ra các chùa có thể thờ theo cái vị tổ mà cái tông mình đang tu theo. Thí dụ chùa nào chuyên tu Tịnh Độ có thể thờ tổ Huệ Viễn, hoặc là sau này có các vị có thể thờ một vị tổ của Phật giáo Việt Nam mình, tùy. Giống như ở Việt Nam mình, Đại Lão Hòa Thượng Chùa Vạn Đức, chúng ta thường gọi là Sư Ông Thích Trí Tịnh, Sư Ông chuyên tu Tịnh Độ ở Việt Nam. Sư Ông có thể là một vị sơ tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam. Thì nếu mình muốn, mình có thể tạo hình tượng của Sư Ông mình thờ cũng được, không sao hết, đó biểu tượng. Có hơn thì người ta thờ tổ Thiên Thai Trí Giả, theo cái tông phái gọi là Thiên Thai Tông. Tất cả các vị tổ mình đều thờ được hết để biểu tượng cho các tổ. Nhưng mà bởi vì ở đây câu hỏi này chắc cho chùa ở đây, tại vì phía sau chùa ở đây thờ chưa có tổ mà thờ Tây Phương Tam Thánh, có thể thầy trụ trì chưa đặt cái tượng tổ, cho nên để bộ Tây Phương Tam Thánh, tức là Phật A Di Đà đứng giữa, Quan Âm Bồ Tát đứng bên, Đại Thế Chí đứng bên, bộ ba đó gọi là Tây Phương Tam Thánh, tức là ba vị thánh ở cõi Tây Phương, không sao hết. Thậm chí có khi thờ Địa Tạng Bồ Tát cũng được, thờ Quan Âm phía sau cũng được, tùy theo cái sự sắp đặt của mỗi ngôi chùa. Nhưng mà đa phần là thờ một vị tổ. Rồi câu hỏi kế ha, là mỗi sáng con trì đại bi, bạn con nói tụng chú Lăng Nghiêm, vậy con xin thầy khai thị cho con trì chú Đại Bi hay chú Lăng Nghiêm? Chú nào cũng được, chú nào cũng là chú. Thật ra đó, buổi sáng cũng không nhất thiết phải tụng Lăng Nghiêm, cũng không nhất thiết phải Đại Bi. Bất cứ một bài kinh nào mà chúng ta hành trì đều mang lại kết quả giống nhau. Nhưng mà ngày xưa các tổ tạo thành một cái thời công phu sáng qua cái phần nghi thức tụng chú Lăng Nghiêm để làm gì? Bởi vì buổi sáng chúng ta thường hay buồn ngủ, thức sớm chúng ta buồn ngủ, chúng ta mệt, cho nên các vị mới tạo thành một nghi thức tụng toàn những bài thần chú. Vì khó tụng cho nên mình phải cố gắng, mình trân mắt ra, dán con mắt vô đó tụng, không có cho trật chữ, tại vì tụng khó đọc lắm. Nam mô tát đát tha tô và đa gia a ra ha đế tam miệu tam mùa đà tỏa tát đát tha phật đà cu tri sắc ni sam nam mô tát bà bột đà bột địa tát đa bệ tệ nam mô tát đa nẫm tam miệu tam bồ đà câu tri nẫm ta xá ra bà ca tăng già nẫm nam mô lô kê láng đa nẫm nam mô tô lô đa ba na nẫm. Quý vị nghe, quý vị muốn nghe thôi là cũng muốn trẹo rồi chứ đừng nói tụng, không? Thà nói gì mình sợ tụng trật, cho nên mình phải tỉnh táo lên mình tụng. Như vậy đó là một cái gì? Một cái thuật, một cái phương pháp giúp cho tâm mình định qua một thời trì chú. Nhưng mà ở trong cái phần Lăng Nghiêm đó, năm đệ đó, khúc cuối, nó còn có thêm 10 bài chú trước khi tụng đó, tụng chú Đại Bi. Cho nên trong Lăng Nghiêm cũng có chú Đại Bi. Còn nếu như trường hợp mình không có tụng Lăng Nghiêm, mình lấy chú Đại Bi mình làm cái thời khóa của mình cũng không sao hết. Bây giờ có những người không tụng Đại Bi, không tụng Lăng Nghiêm mà buổi sáng chỉ muốn tụng kinh A Di Đà niệm Phật cũng đâu có sao. Cái quan trọng là mình giữ thời khóa, chứ còn không có cái gì trở ngại. Gần đây á, chúng ta có soạn một quyển nghi thức, đó gọi là Nhật Tụng Thiền Môn,
chia đủ hết từ thứ hai cho đến chủ nhật, một ngày hai thời, sáng chủ nhật à, xin lỗi sáng thứ hai chiều thứ hai, sáng thứ ba chiều thứ ba, sáng thứ tư chiều thứ tư, vân vân cho đến chủ nhật. Mà trong cái quyển nghi thức nhật tụng thiền môn đó, rất nhiều những bài kinh căn bản mà Đức Phật đã giảng trong đó, như là kinh Từ Bi, kinh Phước Đức, kinh Tư Lượng, kinh Kim Cang, kinh Mười Hạnh Phổ Hiền, rất nhiều bài kinh. Cho nên nếu quý vị tụng cái quyển nhật tụng thiền môn thì quý vị tiếp xúc được rất nhiều những bản kinh từ Tiểu Thừa cho đến Đại Thừa Phật Giáo đều có trong quyển đó hết, chứ phong phú, đa dạng. Cho nên cái vấn đề không phải chúng ta sáng tụng gì tốt, chiều tụng gì tốt, quan trọng là tốt là ở chúng ta đã giữ được thời khóa, không có sao lãng hai thời công phu của mình. Còn sự hành trì tùy theo. Có nhiều vị chỉ muốn sám hối, sáng sám hối, chiều sám hối. Có những vị trì chú sáng chiều, có những vị tụng kinh sáng chiều, không có gì trở ngại, không có quy định bắt buộc. Nhưng mà ít nhất mỗi ngày chúng ta có thời khóa hành trì, cho quý vị yên tâm ha. Kính thưa Thầy, con quy y xong đi đánh bài được không? Bộ muốn xin tiền để đánh bài hay sao? Chà, cái câu này hơi hơi động nhiều tâm hồn nha. Thưa đại chúng, quy y, chữ quy nghĩa là quay trở về, chữ y nghĩa là nương tựa. Quy y là quay trở về nương tựa. Nương tựa với Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Cho nên chữ quy y nói cho đủ, phải nói là quy y Tam Bảo. Quy y Tam Bảo, quy y Phật, quy Pháp, quy Tăng. Cho nên khi mình lại Phật, mình lại mấy lại? Lại ba lại. Ý nghĩa của ba lại là lại Phật, lại Pháp, lại Tăng. Như vậy khi mình trở về, mình nương tựa Tam Bảo, mình nương tựa Phật là người thầy, mình nương tựa Pháp là lời dạy của Phật, thì tất cả những giới luật nó cũng thuộc về giáo Pháp. Nó cũng thuộc về giáo Pháp, nhưng mà cái giáo Pháp này sẽ ngăn ngừa cái sai quấy lỗi lầm của mình, để giúp cho mình thăng tiến trên cuộc sống. Quy y rồi, mình được uống rượu không? Quý vị có thể uống trong cái kiểu như là mình xã giao trong những buổi lễ. Ví dụ như mình cười tiệc cưới, tiệc hỏi, mình uống một chút, gọi là xã giao, chứ không có xã láng. Hai cái xã nó khác nhau. Xã giao thôi. Tại sao mình không uống nhiều? Tại vì mình uống nhiều mình sẽ nghiện. Mà mình nghiện rồi thì mình không tự chủ được. Không tự chủ được, có thể chúng ta sanh ra những lỗi lầm. Ví dụ bây giờ mình uống rượu, bắt đầu mình nghiện rồi, thì mình làm hại lá gan của mình. Trước hết là tự thân mình khổ rồi nè. Gan mình nó đang khỏe, mình lại đem độc tố vô hại gan. Sau một ngày nào đó gan nó không chịu được nữa, nó sẽ chống phá lại mình, là gan hư. Mà gan mà nó hư là mình chết. Như vậy hằng ngày chúng ta sống, chúng ta thiếu cái chánh niệm, cái ý thức, cho nên chúng ta đã tổn hại cái điều mà chúng ta không nên. Như vậy thì Phật dạy cho mình để mình ngăn ngừa, để mình hạnh phúc, chứ Phật đâu có ngăn ngừa để Phật ban phước gì cho mình, hay là Phật được lợi lộc về việc đó đâu. Nếu mình bỏ được cái gì thì mình hạnh phúc cái đó. Cho nên chút xíu nữa quý vị thọ giới đó, quý vị phải hiểu chữ giới nghĩa là gì. Giới nghĩa là biệt giải thoát. Biệt giải thoát là gì? Là cái sự giải thoát riêng biệt cho từng phần, individual.
Thí dụ mình không ăn cắp là mình giải thoát được giới không ăn cắp. Không ai nghi ngờ mình việc ăn cắp, không hề sợ ai nghi ngờ mình ăn cắp, và không sợ bị bắt vì tội ăn cắp, vì chúng ta giữ được cái sự không ăn cắp, giải thoát giới đó. Bây giờ mình giữ giới không uống rượu thì không say sưa, không nghiện và không hại gan, thì mình giải thoát được giới không uống rượu. Ai có mời uống cũng không. Và bình thường tôi không uống, chỉ khi nào tiệc tùng tôi uống một chút gọi là xã giao. Thì bây giờ chuyện cờ bạc, hút sách cũng vậy thôi. Nếu như mình chơi lâu ngày, nó sẽ thành một sự nghiện ngập. Mà khi chúng ta nghiện ngập rồi thì cái lỗi lầm chúng ta bắt đầu sanh. Chẳng hạn như là mình ăn cắp, ăn trộm, lườn gạt người này, mượn tiền người kia để chúng ta giải quyết cái nghiện của mình, mà thật sự không bao giờ chúng ta thắng. Nếu mà mình tư duy kỹ có thắng đi nữa, thì cái thắng đó đó, cái thắng này là mình winner, mình thắng, nhưng mình lại bị mất cái thắng thứ hai là không dừng lại, đã thắng lại, mình vượt cái thắng đó, đức thắng. Mà đức thắng thì cái tâm tham nó sẽ lấn chiếm mình, và mình sẽ đi sâu vào con đường đó, thì cái khổ đau nó có mặt với mình. Cho nên Đức Phật không hề chế giới nhằm control, điều khiển, không. Đây là những điều Đức Phật dạy để cho đời sống chúng ta ổn định. Thứ nhất, không sát hại chúng sanh vì tôn trọng sự sống. Thứ hai, tôn trọng tài sản người khác, không trộm cắp. Thứ ba, tôn trọng hạnh phúc của mình và của người, không quan hệ dục nhiễm với người khác ngoài chồng vợ. Thứ tư, chúng ta không dựng chuyện nói dối, nói xấu, lên án, kết luận những điều không thấy biết rõ ràng. Không chửi rủa mắng nhiếc và nói những lời ái ngữ, và học lắng nghe. Thứ năm, ăn uống cẩn thận để dưỡng được cái thân. Coi phim, coi báo, nghe nhạc, nghe chuyện hàng ngày cẩn thận để không tổn hại cái tâm não của mình. Bây giờ quý vị nghiệm lại năm điều: không sát hại, không trộm cắp, không tà hạnh, không lường gạt dối trá, không rượu chè, hút sách, cờ bạc, bê tha. Lợi cho ai? Lợi cho Phật hay lợi cho gia đình mình? Lợi cho tự thân của mình? Như vậy giới được dịch là biệt giải thoát. Giới còn được dịch là phòng phi chỉ ác, phòng ngừa cái lỗi lầm để không đi đến cái tội lỗi. Cái lỗi là trước hết là lỗi với chính mình. Làm ra mà không biết sử dụng cho đúng, lại đi phung phí. Gan mình đang sống tốt, mình lại phung phí lá gan bằng cách tổn hại nó. Cho nên phòng phi nghĩa là phòng ngừa cái lỗi để không đi đến cái tội ác, tức là tội. Cho nên mình giữ giới là lợi cho mình. Ví dụ mình đi xe, mình giữ luật đi đường, giữ luật lái xe thì đâu có gây tai nạn. Tới bản stop mình dừng, tới đèn đỏ mình ngưng, đèn vàng mình chậm lại. Mình lái xe cẩn thận như vậy hầu mang cái an toàn cho mình và cho người. Cho nên giữ giới mà không khổ, càng giữ giới càng tự do. Cho nên các vị hỏi rằng á, khi mình quy y rồi có được đánh bài không? Bây giờ ví dụ em không cho, em có ở đó canh quý vị đâu. Quý vị lên, khi mình ghiền rồi mình muốn đi thì ai cản mình được, phải không? Cho nên hãy tự chiến thắng mình để mình có được một chiến công oanh liệt nhất. Trên đời này mình thắng ai cũng không bằng tự thắng mình đâu. Mà thắng trước nhất là thắng cái tâm tham của mình. Cái tâm tham của mình, tham tiền, tham sắc, tham lợi, tham danh. Ngoài đó có một cái tự tham là tham chơi, mà chơi quá đáng, chơi quá đà, chơi quá độ, thì tự mình sẽ mình khổ thôi. Chứ mình có giữ được thì gia đình mình hạnh phúc, đạo đức bản thân mình có được,
Tại vì khi mình đã vi phạm rồi thì cái gì mình cũng có thể làm để giải quyết cái cơn nghiện của mình thôi. Cho nên nghiện á, cái giới thứ năm là thuộc về tránh xa những sự nghiện ngập, để chúng ta đừng có đi quá đà. Tại vì phần lớn khi nghiện rồi chúng ta không tự chủ được. Bạn con nói con đang nặng nghiệp nên sám hối nhiều, không nên tụng kinh Lăng Nghiêm vì sẽ bị vật. Xin cho con biết đúng không? Em cũng xin thưa là em tu mấy chục năm mà em không biết cái vụ này. Mà bạn nào mà hay quá. Nhìn người ta mà biết người ta nặng nghiệp đó, là quá siêu rồi phải không? Rồi người ta sám, đã nghiệp thì phải lo sám hối, nghiệp thì phải trì chú tụng kinh. Nghiệp là gì? Nghiệp là gì mà gọi nặng với nhẹ? Sao mình biết ai nghiệp nặng nghiệp nhẹ? Và nghiệp là gì? Nghiệp là những gì chúng ta làm thành thói quen. Nhưng nếu thói quen đó là xấu thì gọi là nghiệp xấu. Nếu thói quen đó là tốt là nghiệp tốt. Chứ chữ nghiệp nó không hề có xấu tốt, nó chỉ là một thói quen thôi. Nhưng mà nếu thói quen nào mà tốt thì gọi là nghiệp tốt, gọi là thiện nghiệp. Còn thói quen nào xấu thì gọi là ác nghiệp. Còn cái chuyện mình biết tự thân mình nghiệp nhiều thì mình phải lo tu tập. Tu tập trước hết là chuyển hóa cái cách sống của chúng ta, chuyển hóa cái cách ăn nói của mình, cái cách hành xử của mình, cách suy nghĩ của mình. Nhưng mà nhờ đâu mình được ba cái này? Nhờ mình tụng kinh. Tại vì khi mình có tụng mình mới biết Phật dạy cái gì. Ví dụ trong một bài kinh này, trong cái bài sám hối có câu: đệ tử chúng con từ vô thỉ, gây bao tội chướng bởi lầm mê, đắm trong sanh tử đã bao lần, nay đến trước đài vô thượng giác. Biển trần khổ lâu đời luân lạc, với sinh linh vô số điêu tàn, sống u hoài trong kiếp lầm than, con lạc lõng không nhìn phương hướng. Đàn con dại từ lâu vất vưởng, hôm nay trông thấy đạo huy hoàng, xin hướng về núp bóng từ quan, lại Phật tổ soi bường đường dẫn bước. Bao tội khổ trong đời ác trượt, vì tham sân si mạng gây nên, thì hôm nay giữ trọn lời nguyền, xin sám hối để lòng thanh thoát. Mình đọc những cái lời đó lên như là cái lời sắp tấn khuyến khích cho mình. Hoặc là mình tụng một bài sám hối khác: chữ tu không công đức vô lượng, mười phương chư Phật vẫn thường độ sanh, ai ơi gắn chí tu hành, để sao đến bậc vô sanh mà nhờ. Người đời sớm phải tri cơ, gương lưu vì bụi, trăng mờ vì mấy, chở che nhờ đức cao dày, dẫu tu cho mấy chẳng tài tu tâm. Đường mê xin chớ bước lầm, não phiền cũng bởi thân tâm của mình. Chớ nên hại vật sát sinh, tu nhân tích đức mới thành phẩm cao. Cuộc đời khắc thể chiêm bao, thảy điều giả huyễn hơi nào mà mong. Nói xong rồi ta dẫn chứng một cái điển tích: nhớ xưa Vương Khải Thạch Sùng, Vương Khải với Thạch Sùng đấu với nhau về cái giàu có với nhau đó. Dẫu chung do ngàn tứ, nhưng chung một đời, của đời để lại cho đời, giàu sang mà khỏi luân hồi đẳng chắn. Đổi thay mấy tạo không ngần, bức tranh vân cẩu mấy tầng xa xa, khuyên đừng trách lẫn trời già, trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Việc làm nào của mình không có trời nào biểu xúi mình hết á. Trời không có hiện hữu là trời không có cái chuyện trong cái lỗi lầm của mình. Trời không hiện hữu, chánh tà do tâm. Một khi thiện ác gieo nhân, quả kia phải trả, chỉ có khác là chậm nhanh mấy hồi. Người đời nghĩ đó mà coi,
giờ không toan liệu sao rồi làm sao. Mình đọc mấy câu đó xong nhắc nhở mình rất nhiều. Vậy thì nghiệp nào đi nữa, thấm được lời đó rồi cũng sẽ giảm nghiệp. Hồi xưa giữ 100%, tụng xong đó bài sám đó rồi xuống còn 90%, rồi từ từ xuống. Thấy không? Mình tu sao mà cái độ của mình nó càng ngày nó càng giảm xuống là tốt. Cho nên giữa chưa tu và tu rồi nó vậy đó. Khuyên đừng nại chút công lao, nhắm chừng bờ giác nhằm vào tận nơi. Tầm mình vốn đã sẵn rồi, ở trong mình có, há ngoài đâu xa. Muốn vậy làm gì? Đơn giản lắm. Trừ nghiệp chướng, giải oan gia, tham thiền, niệm Phật, ấy là công phu. Rõ ràng, tụng kinh, niệm Phật, trì chú là công phu. Mà giờ đó chúng ta dứt nghiệp nè, mắt nhìn kinh tụng, miệng đọc lời kinh, thân ngồi nghiêm trang, tụng kinh bớt nghiệp chưa? Tụng tiếng bớt tiếng, tụng hai tiếng bớt hai tiếng. Còn rảnh là bữa nay có chuyện gì lạ không? Bữa nay tôi không đi làm tiệm có gì không? Hai đứa hôm qua nó kình nhau, bữa nay nó có nữa không? Toàn là mình đi kiếm chuyện để mình nghe ngóng không à. Nhưng mà mình dứt được cái đó, mình tu cái này. Quý vị hiểu ý không? Thành thử ra mình ta tu được là tốt rồi. Chỉ sợ nó thôi, tôi tội lỗi nhiều rồi, khỏi tu chi cho mệt. Quý vị nghe câu chuyện đó chưa? Trong kinh Bách Vụ á, Đức Phật kể một câu chuyện. Đức Phật nói có cái ông đó, ổng có một đàn con. Thế thì một ngày nọ, một đứa đầu tiên nó chết. Nó chết cái ông làm lễ, ông chôn cất xong, cái về nhà một hai ngày sau đứa thứ hai nó chết. Cái ông chôn đâu chừng ba đứa, cái ông nói cha cái điệu này chết lai rai sao mệt quá. Cái là ổng giết hết nguyên đàn con ổng để chi ổng chôn lần cho nó khỏe. Thì Đức Phật kể câu chuyện đó xong á, Đức Phật nói trên thế gian cũng có những người, người ta làm một điều lỗi rồi người ta không hối hận. Người ta làm theo điều thứ hai, cái người ta nghĩ thôi con người tôi tội lỗi quá rồi, bây giờ có tu cỡ nào cũng không có chứng quả thanh tịnh gì được hết á, thôi kệ làm luôn đi, xả láng luôn đi, để cho đời này tôi không cần phải lo gì nữa. Có nhiều người ta kiểu làm sao, cái kiểu mà sống bu lung, sống càng vậy đó. Thì cũng giống như vậy, mình làm cái lỗi nào thì mình nhận ra, mình sám hối cái lỗi đó, nó vẫn tốt hơn là mình nói thôi tôi lỡ ăn rồi tôi làm luôn cho rồi. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ trường hợp này nè, thí dụ lỡ đại chúng phát nguyện ăn chay ngày mai 14 nè, ăn chay sáng dậy cái quên, nấu gì đó ăn xong cái tới 11 giờ sáng cái nhớ trực lại, chết mồ, bữa nay 14 mình ăn chay. Thì bây giờ nếu như trường hợp mà mình ngay 11 giờ mình giật mình á, thì ngay lúc đó mình bắt đầu ăn chay từ 11 giờ sáng, mình ăn cho tới ngày mai vẫn còn đỡ hơn nói vậy là thôi lỡ rồi ăn luôn đi. Đó. Phải không? Thì đại chúng cứ nhớ là mình tỉnh giờ nào thì mình tu giờ đó. Pháp Hòa có bài kệ, Pháp Hòa có bài kệ này nè: thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. 11 giờ mình tỉnh, mình tu tới 11 giờ ngày mai. Đâu phải 11 giờ cái nó lún qua ngày đâu. Mà nó thôi lỡ rồi. Mà thưa đại chúng, cuộc đời mình mà tập thành một thói quen lỡ cái đó đó, cái gì mình cũng lỡ được hết. Lỡ ăn cắp món rồi, thôi ăn cắp luôn đi. Đằng nào cũng mang tội ăn cắp, ăn cắp cho nó đáng. Hiểu ý không? Cho nên nhớ ha, thời gian trôi rất nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Được không? Quan trọng là hết giờ nhớ báo. Sao xào hoài nó không hết bài. Thank you.
Xin thầy giải thích cho con hiểu thiền lâm và khất sĩ. Chữ thiền lâm là để chỉ cho chùa. Tại vì ngày xưa ở chùa trên núi có rất nhiều cây thông, cây tùng, cho nên chùa còn được gọi là tùng lâm. Tùng lâm nghĩa là rừng tùng, để chỉ cho chùa. Nhưng cái ý sâu á, là để chỉ cho những con người sống trong chùa vững chãi, kiên trì, đông đảo như một rừng tùng, cho nên gọi là thiền lâm hay là tùng lâm. Lâm là rừng, nhưng mà trước hết là vì nhiều cây tùng cho nên gọi là tùng lâm. Nhưng cái ý sâu là để biểu thị cho mỗi con người tu ở đó là một cây tùng vững chãi giữa trời đông giá rét, không thay đổi dù thời tiết có đổi thay, để biểu tượng cho cái kiên trì của mỗi hành giả. Cho nên gọi là thiền lâm hay tùng lâm. Có một từ nữa, chùa được gọi là thiền môn. Môn là cửa, mà cửa này không phải là những cánh cửa của khổ đau, cửa của thế gian, mà cửa này là cửa thiền, cho nên gọi là thiền môn. Hiểu ý không? Có khi gọi là ngày xưa chùa trên núi, mà trước khi lên núi là phải dưới chân núi, cho nên ngay dưới chân núi ta gọi là sơn môn. Sơn môn là cửa núi. Bây giờ quý vị đi qua Đài Loan, quý vị thấy cái đó, chùa nào mà ở trên núi là ngay cửa ta làm một cái cổng hết đó. Thì khi mình đặt chân tới đó, mình nói ồ, tôi đến sơn môn của cái chùa đó rồi. Sơn môn. Và sau này chùa không còn ở sơn môn nữa mà ở thành thị, cho nên đổi chữ sơn môn lại là thiền môn. Đấy là vậy. Còn chữ khất sĩ, khất sĩ nghĩa là người đi xin. Nó là một trong ba nghĩa của chữ tỳ kheo. Quý vị có nghe chữ tỳ kheo phải không? Tỳ kheo có ba nghĩa. Một là phá ác, hai là bố ma, ba là khất sĩ. Phá ác, khất sĩ, bố ma. Phá ác là gì? Là một tỳ kheo phải đủ khả năng bỏ những điều ác, đủ khả năng dập tắt những con ma phiền não. Và người tỳ kheo là người xin thức ăn của thí chủ mỗi ngày, đủ để nuôi thân chứ không cất chứa. Hồi xưa là các thầy đi xin là đủ bữa ăn thôi, không có giữ lại qua đêm. Tại sao vậy? Có hai ý. Một là không để cho mình đắm nhiễm cái tâm ăn mà còn chứa, còn cất. Hai là để bảo vệ sức khỏe, là tại vì không có tủ lạnh, không có máy hâm, cho nên lỡ thức ăn mình để qua đêm, mình ăn không hâm thì đau bụng. Nhưng mà cái ý chính là để phòng ngừa cái tâm tham đắm chấp trước của mình. Ngày nay chúng ta không còn đi khất thực, chúng ta chỉ là nhờ Phật tử cúng dường rau củ để chúng ta sử dụng hàng ngày. Nhưng mà cái bản chất của một vị tỳ kheo nó vẫn còn đó, nghĩa là nhớ rằng mỗi ngày đời sống chúng ta không có gì của mình hết, mà sự sống của mình là nhờ vào sự yểm trợ của người khác. Vì vậy cho nên chúng ta phải có bổn phận sống như thế nào để đền ơn đáp nghĩa cho những người cư sĩ Phật tử. Có một bài phục nguyện mà mỗi khi phục nguyện lên, Pháp Hòa vẫn rất là cảm xúc. Trong đó có một câu như thế này: cơm ngày hai bữa, thường nhớ công khó khổ của bác nông phu. Thân mặc ba y, thường nhớ nghĩ công lao người thợ dệt. Thuốc thang thực phẩm đều do sự nhín ăn, bớt mặt của tín thí đàn na. Mỗi lần đọc tới câu đó rất là cảm xúc. Người Phật tử không nhịn ăn bớt mặt, làm gì có để cho mình. Cho nên ngày nay mình có ăn, nhìn một bữa ăn mà thịnh soạn của mình, thì phải biết bao nhiêu sự khó khổ của Phật tử. Người ta phải nhín ăn bớt mặt để cho mình. Cho nên mình không có quyền khen chê, mà phải thọ nhận và sống như thế nào để đền đáp cái ơn đó.
thân mặc ba y, thường nhớ nghĩ công lao người thợ dệt. Thuốc thang thực phẩm đều do sự nhín ăn bớt mặt của tín thí đàn na. Học đạo tiến tu bởi lòng từ dạy răng của thầy tổ. Nói hết bốn ơn: ơn người làm ruộng, ơn người mai dệt, ơn người mua sắm cho mình, ơn người dạy dỗ cho mình. Thế thì cuộc đời này mình nhận quá nhiều. Không phải khất sĩ là gì? Khất sĩ là xin. Ngoài xin ăn của thí chủ, xin giáo pháp của thầy tổ. Như vậy cuộc sống chúng ta là một cuộc sống nhận ơn. Nhận để làm gì? Để biết ơn và phải sống để đền ơn. Được như vậy, dù chúng ta là người xuất gia, người tại gia, nếu chúng ta nghĩ kỹ coi, hằng ngày đều nhận ơn hết. Như hồi sáng có quà thưa đó, nhìn vô chén canh chua biết bao nhiêu ơn nghĩa trong đó, nhìn qua món gỏi biết bao nhiêu ơn nghĩa trong đó. Mình ăn mình chỉ biết gỏi thôi, nhưng đâu biết rằng cà rốt từ đâu ra, củ cải trắng từ đâu ra, ai làm ra chanh, ra giấm, ra muối, ra đường, ra đậu phộng, ra hạt nêm, biết bao nhiêu công sức trong một dĩa gỏi mình ăn. Thấy như vậy để giảm cái tâm khen chê, mà mở cái lòng biết ơn. Cái này nó đẹp hơn, nó hay hơn là chúng ta chỉ nhận mà không biết ơn, mà còn khen chê. Thì như vậy đời sống của mình nó tổn giảm ở cái phần đạo hạnh ở nơi mình. Mình ăn ai cũng nói để qua bữa qua ngày, mà không bữa ăn nào không có vấn đề rắc rối. Tập sống như thế nào đời sống của mình nhận ơn biết ơn nhiều hơn, để mình cố gắng mình sống cho thật tốt. Thôi thì thời giờ không đủ, Pháp Hòa không thể trả lời hết tất cả những câu hỏi còn lại đây, nhưng cũng xin giữ lại đây để dành cho những buổi nói chuyện khác. Rồi quý vị sẽ tiếp tục nghe những câu hỏi này ở trong những buổi sinh hoạt khác. Giờ đây xin cảm ơn đại chúng đã cho Pháp Hòa cơ hội được thăm quý vị lần này, đặc biệt là các vị ở xa cũng như địa phương đây đã tập hợp về đây suốt ngày hôm nay, giờ này còn chịu ngồi đây để chúng ta có buổi sinh hoạt này. Xin cảm tạ tất cả và nguyện cầu đại chúng có nhiều sức khỏe, bình an, gia đình được tràn đầy ân đức của Tam Bảo gia trì, và cố gắng mình là một Phật tử biết phát tâm tu học chánh pháp, hành trì chánh pháp và hộ trì chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.